số kiến thiết ít nước lợi nhà. Mong bà con ủng hộ, chúc bà con thành đạt ý nguyện. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Thảo đi trên đường gặp được một chú bán vé số. Cái chiếc xe này cũng rất là độc lạ với bà con cô bác. Ngoài đường đó mọi người ồn quá cho nên này nhờ chú Hai Dũng vào để chia sẻ cho bà con cái chiếc xe rất là độc lạ này. Hàng ngày là mình đi bán vé số ha chú Hai. Dạ, thường ngày đi bán vé số. Dạ. Thì con thấy mấy cái chữ ở đây nè. Sổ số kiến thiết ít nước lợi nhà, mong bà con cô bác ủng hộ, chúc bà con đạt thành ý nguyện và thành thật biết ơn. Ở trên cái chiếc xe của chú thì ở phía ngoài sau này cũng có luôn, để chữ là bán vé số nè, sổ số kiến thiết ít nước lợi nhà, thì cũng mong bà con cô bác ủng hộ. Kính mời bà con cô bác. Ở trên chiếc xe của chú thì cũng có là cái chai cồn để xịt khuẩn. Cái này là cái bao gạo hay là gì chú Hai? Cái bao cát để mình dặn cho nó đừng có tưng nha coi. Mình chạy ví dụ như mấy cái đường dằn á. Dạ. Ở sau nó không có sốc lên. Nó dằn như vậy là nó êm xe cho lắm. Còn nếu mà mình để trống thì nó sẽ chạy nó dằn dữ lắm ha. Dạ. Nó tưng. Tại vì nhiếp tôi làm tới 6 lá rồi. Nhiếp làm mà mấy? 6 lá nhiếp nè. Là đủ bộ như chiếc xe du lịch cho nó. Tại vì đồ hãng nó ra sao mình làm mình ghép lại vậy. Dạ. Thì cái bề ngang của này thì nó đâu có tới 1 mét đâu đúng không nó, chú Hai? 8 tấc 1. 8 tấc 1 hả? Dạ. Còn cái bề dài này là khoảng 1 mét mấy quá? 1 mét 90. Chưa tới 2 mét ha? Dạ, chưa tới 2 thước. Chiếc xe này cũng rất là độc lạ nè. Có kiến luôn nha mọi người, hai bên hai kiến hai bên luôn. Dạ. Rồi có kiến mà trước này nè, chống mưa, chống gió, chống nắng luôn. Dạ. Đó. Chú Hai ơi, có thể chia sẻ cho bà con được biết là cái chiếc xe này mình làm chế tạo là khoảng bao lâu rồi chú Hai? Chú bắt đầu mua vật tư về là tự chú làm thì khoảng 20 ngày. 20 ngày. Yeah. Ví dụ như thợ nữa làm thì khoảng 5-6 ngày là xong. Còn tại vì chú sức khỏe không có, ngày chú làm được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ cái nó mệt lên rồi phải nghỉ. Mình bị bệnh hả? Dạ. Yeah. Bệnh tim hay gì? Tim. Tên đặt 2 tên nè. Ừ. Với hai nữa cái chân nó yếu. Dạ. Công việc thì làm nhiều không được. Dạ. Công việc làm nhiều là nó mệt, nó muốn mệt nó mệt rồi chú ơi. Dạ. Đó. Ủa trên này con thấy chú gàn ở trên này chế hay mấy cái này cái sườn trên này là để đựng đồ luôn hay sao chú Hai? Cái đó cũng như là mình để cái kiểu. Ừ. Có cái kiểu coi cho nó được chút. Dạ. Nếu mà để mua trần không thì thấy nó hơi kỳ ha. Dạ. Nếu mà không trên này nữa mình để đồ cũng được nữa đó chú được Hai. Được hết. Ví dụ như đồ nhẹ đồ. Dạ. Thùng đồ mình để thì nó ngăn chặn được chạy. Đây số đặc biệt luôn mọi người. Đó. Chiếc xe này là tự mình chế luôn hay là mình có nhờ thợ không chú Hai? Tự mình chế luôn. Tự chú Hai chế luôn. Có lúc mượn thằng thợ nó tiếp với mình là nó đặt cái nền máy à. Ừ. Cũng như là nó tiếp mình mắt nó tỏ ha. Dạ. Đặng nó đấu cái dàn láp. Đấu dàn láp với dàn máy cho nó ngay. Dạ. À. Còn như chú thì khỏe chú đấu cũng được. Dạ. Tại vì hồi xưa chú cũng có ráp nhà máy rồi đó. À. Nhà máy xây rồi. Dạ. Thứ hai nữa hồi xưa chú có bằng kỹ sư. Vậy hả? Dạ. Chú hồi xưa là chú kỹ sư á. Bởi vì chú Hai kỹ sư của chú Hai mới đi mới gắp được cái chiếc xe như thế này nè để quay cái toàn cho bà con xem thì thành ra mình hình dung được. Dạ. Cái tổng chi phí của mình gắp hết trên cái chiếc xe này là khoảng bao nhiêu chú Hai? Nó cái tiền vật tư không là chú mua 12 triệu. Đó, còn công nhà. Công thì công nhà vật tư hết trơn luôn là 12 triệu. Dạ. Còn cái máy xe đồ là riêng đó ha. Là nó chung nó luôn đó. Chung xe là cái chiếc xe này luôn hả? Cộng hết trơn á, vừa máy vừa đồ hết. Ủa chiếc xe này là chiếc Honda hả? Dạ, chiếc Gem Honda của hồi xưa đó, cái đời máy đời đầu là của Trung Quốc á. Là nó cái hiệu nó là Li Văn. Chú Hai làm cái kiến này giúp mình nhìn mình tưởng giống như là ngày xưa giống như chiếc xe lam á. Đúng rồi chú Hai. Dạ. Nó giống như chiếc xe lam vậy bà con. Chú coi bên Thái Lan đó, du lịch Thái Lan đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có mấy chiếc như vậy nè. Dạ. Ở bển nó kêu là túc túc á. Túc túc. Trên miên cũng có mấy chiếc. Rồi chú thấy vậy rồi chú đam mê đó. Dạ.
Rồi mình đi bán vé số rồi mình có ngủ lại không hay là mình về? Có lúc nào đường xa quá thì mình ở lại. Ngủ lại là mình ngủ ở trên xe luôn hay sao? Dạ, mình ngủ trên xe luôn. Ở đây thì tất nhiên là mình đổ hai bên xuống là mũi nó hết vô rồi. Đó. Dạ. Vậy là cái máy này, cái miếng này đó ha, đâu thử thử mình bỏ xuống thử coi. Dạ, để hồi có gì con cuốn lại cho. Dạ. Được. À, vậy đó hả? Dạ. Ồ. Đó. Vậy là rồi đó hả? Dạ. Rồi ở bên đây thì cũng vậy luôn. Dạ. Ở bên đây cũng vậy luôn nè bà con. Yeah. Cái này nó có đèn luôn không chú? Dạ, đèn. Đâu đâu cứ mở mở coi. Nhanh rồi đủ hết. Ồ, nhà nó đèn luôn nè bà con. Đó, bên đây nữa nè, đó, thấy không? Cái đèn này dắt tối là nó gọi sao chú hai? Nó cũng vừa tầm mình thôi. Nhưng mà sáng lắm, không có để cho cháy mắt xe đi lại. Nó khoảng 10 mét không? Nó gọi qua khoảng 10 mét không? Nó được. Dạ. Yeah. 10 mét 20. Nhưng mà mình chế nó không có cho là con mắt của xe đổ lại. Dạ. Tại như là mình chế cho nó cái độ mà nó xung quanh ở đây thôi ha. Dạ. À. Hay thiệt tơi. Bữa nay đi ở trên đường thì thấy cái chiếc xe bán vé số của chú hai cũng lạ, cho nên thì Thảo cũng muốn làm một cái đoạn clip cho bà con xem. Ở ngoài sau này nó có nhanh luôn không chú hai? Dạ có đầy đủ. Đâu đâu chú hai mở nhanh này. Đó. Nè mọi người. Đó, thấy không? Rất là hay. Tiếng máy còn thấy chạy cũng nhẹ quá ha. Dạ. Dạ. Nói chung thì chỉ ra đường trường chạy thì thay vì cái máy này nó chạy 60. Còn nó có thể cũng được 40. Dạ. Sao mình chạy hết tóc của nó đó. Dạ. Nhưng mà chú đâu có dám chạy nhiều. Mình chạy từ từ thôi, mình bán số mình chạy từ từ thôi chứ mình đâu có chạy nhanh. Nữa, cái tuổi, cái tim của mình nó không có được ổn định. Thành ra chú phải từ từ thôi. Dạ. Cái này là mình bán với số này là cái chân mình nó yếu hay sao cho chú hai? Dạ, cái chân nè. Bị, ồ trời ơi, vết mổ. Vết mổ hả? Dạ. Là mình đi không được luôn hay sao chú hai? Đi thì được nhưng mà yếu lắm. Đi nó đau hả? Dạ. Cái đau nó không có đau không, nhưng mà nó mệt. Mệt là mệt trái tim. Mệt tim ha. Dạ. Cho nên mình ngồi trên xe mình chạy cho nó khỏe ha. Dạ. Có lúc bà con người ta cũng thương, mình mời cái người ta ra người ta mua. Ví dụ như người ta không thương thì mình lết trước, mình vô mình mời. Bà con người ta thấy người ta cũng thương, người ta cũng mua. Nhiều người ham nó cũng muốn vậy, tôi nói thôi đừng ham mấy chú ơi. Cực chắc đã lắm, mình đau bệnh mình mới như gì. Dạ. Còn mấy chú còn nguyên dạng mà ham chi. Tức là người ta ham lên chiếc xe này người ta ngồi hả? Dạ. Trời ơi. Với ham đóng đang đi chơi á. Tôi nói mấy chú đóng đi chơi là công an nó phạt. Công an phạt á. Bỏ của luôn đó. Ví dụ như mình bệnh tật hay là như thế nào đó. Dạ. Thì công an người ta bỏ qua cho. Dạ. Còn nếu mà mình bình thường mà mình lên mình đóng chiếc xe là bị công an lăng phạt á. Mà đóng ở xưởng nào nó phạt xưởng đó chết luôn. Yeah. Tại vì nhà nước cấm. Yeah. Còn cái này là tự tay chú đam mê chú đóng. Yeah. Anh em. Dạ. Còn thấy cái chiếc xe của chú nó cũng gọn. Yeah. Nó rất là gọn, không có sao, nó không có cồng kềnh. Yeah. Không có chở đồ cồng kềnh hay là cái bề dài của nó đó. Yeah. Hoặc là bề ngang nó dài ra quá cũng không được. Nó ngắn hơn chiếc chiếc Nogo. Dạ. Ngắn hơn cả gan vậy đó. Dạ. Chú gom cái nguồn ngắn lại. Ở bên đây con thấy là mấy chỗ này nè có kiến nè. Dạ. Ở đây mình không có thiết kế kiến luôn ha chú hai. Nếu kiến luôn rồi nó nóng. Nóng lắm hả? Dạ. Thà mình để gì nó thoáng. Dạ. Chỉ là ở ngoài sau thôi ha. Mình gom kiến ngoài sau. Chỉ ở sau thôi. Mà kiến này này đâu phải là kiến nó, gì? Nó BK. Cái này BK mà. Dạ. BK loại 3 ly. Dạ. Chú hai bán vé số thì có một cái gói để chỗ này đặng dựa vào cái lưng cho nó khỏe. Nói chung mền gói mùng đồ đủ hết. Dạ. Để mùng đâu? Dạ. Mùng đó. Ờ vậy đó hả? Rồi dắt tới cái chiếc xe chút xíu còn văng mùng sao văng được cho chú hai? Được. Mình máng vô bốn góc là được rồi. Thứ hai nữa chủ yếu mình máng góc đó cái mình phủ lên mũi hết vô mình rồi. Có cái mùng chịu mới được chứ mình bỏ này xuống chi vậy chứ nó nực dữ lắm. Ừ, mình đi bán vé số khi mình đi 2-3 ngày về luôn hả gì? Hồi lúc đi tới giờ chưa có ngày nào ở hết. Tại vì chú bán nó cũng đắt rồi thành ra
sáng chạy lên tới đây chú chạy về là hết đó. À nó thành ra về nhà nghỉ. Dạ cái này cũng là mình đi theo để mình thủ thôi ha. Dạ ví dụ như có bắn xa quá thì mình nghỉ lại một đêm cho nó khỏe chứ mình về thì nó mệt ha. Dạ cái bào cát này chắc cỡ 50 kg không? Nó khoảng 70 kg ạ. 70 kg hả? Dạ để gì cho nó ủa cái này gì ạ? Bình xăng. Rồi đây là cái bình xăng nha mọi người. Yeah. Rồi con nãy giờ con tưởng đâu có bình xăng nằm ở chỗ cái đầu cái yên xe. Rồi cái bình xăng là mình chế ra đây. Dạ. Yeah. Hồi trước á là bình xăng ở trước. Ừ. Nhưng mà nó không có cái độ dốc xăng nó đổ xuống nữa. Ừ. Thành ra nó bị hộc hoài. Dạ. Yeah. Đó, bây giờ mình để lên trên cao này á thì xăng nó xuống nó chạy tự nhiên nó không có hộc. Dạ. Yeah. Tức là mình để cái bình xăng ở trên đó đang cho nó xăng nó xuống đều ha. Dạ. Yeah. Còn nếu mà ở để ở đây thì cái đây nó thấp quá. Dạ. Yeah. Đúng không? Nó không có bơm lên. Dạ. Yeah. Rồi. Đúng là cái này cũng là một cái kỹ thuật của lờ mờ rồi tôi nói tại sao mà cái máy nó tốt quá mà nó không chạy. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó thiếu kỹ thuật chút xíu là mình bị thua. Rồi cái này là cái đầu máy cái này gặt nè, thì giờ này vô số 1 số 2 đúng không chú? Cái này là tiếng lùi. Tiếng lùi. À cái này tiếng lùi nè. Dạ. Lùi nè. Rồi 4 số của Honda luôn. 4 số ha. Dạ. Yeah. Cái hộp số tiếng lùi riêng của nó nè. Dạ. Yeah. Là mình tháo ngay chỗ cái nhông của chiếc xe Honda mình đó. Dạ. Yeah. Nhông lên sao cái mình lắp vô đó. Quá tuyệt vời. Cái này mình vẫn chạy dòng số 8 bình thường. Chạy dòng số 8 dòng thi luôn hả? À, được luôn hả? Bình thường. Dạ. Dạ. Bởi vì nó đâu có ngã. Dạ. Đó, mình canh cái link của nó rồi là. Dạ. À, ở ngoài trước là chỉ có một bánh nha mọi người. Nay ngoài trước là một bánh à. Ngoài sau là hai bánh ngoài sau. Phải kinh nghiệm á, kinh nghiệm chạy ba bánh mới được á. Dạ. Đó giờ là mình có chạy mấy cái chiếc xe giống gì không chú Hai? Không chú. Hay là mình mới sáng chế ra chiếc xe này khoảng tháng nay à? Mình mới có chạy tháng này. Nhưng mà nó rất dễ chạy hơn cái hai bánh. Sao con thấy hình như ba bánh có nhiều người ta chạy đâu được, tôi lên chạy là nó đâm liền á. Đúng rồi. Cái đâm nó là cái nguyên nhân á. Phải để ý cái đường lài. Nó lài như là tất nhiên á, cái tay lái mình nó bị chút. Dạ. Yeah. Nó lài bên nào thì nó chút bên đó. Rồi bữa nay quay cho bà con xem một cái đoạn clip chiếc xe độc lạ của chú Hai bán vé số. Thì chú thì bị bệnh tim cho nên thì đi cũng rất là mệt, cho nên sáng chế ra một cái chiếc xe này thì cái tổng chi phí là nó khoảng 12 triệu hả chú Hai? Dạ. Yeah. Đây thì cho bà con chiêm ngưỡng nè. Ồ cái này nếu mà có người nhờ đặt chú Hai làm, chú Hai làm chú Hai? Dạ không. Sao vậy? Thấy chiếc xe này cũng rất là hoàn mỹ luôn á. Tại vì cái mặt hàng này là nhà nước cấm, không có cho phổ biến. Dạ. Đó, mà nếu mà mình làm ra là tất nhiên mình phải đăng ký. Dạ mình làm phép đăng ký ha. Hàng hoàng. Đây. Mọi người mua vé số ha, có đi trên đường mình gặp ba chú Hai mình đi về hướng về Châu Đốc ở Vịnh Tre rồi đó, gặp chú Hai nhớ ủng hộ nha, vé số đặc biệt nha bà con. Mua chúng cái lợi bồi dưỡng cho chú Hai. Rồi con chúc chú Hai nhiều sức khỏe nha. Rồi. Rồi Thảo xin chào bà con cô bác anh chị. Yeah.